Vâng, Tiến lại bắt đầu hướng dẫn anh em tiếp tục tìm hiểu về con Smart API 2 này ha. Thì bây giờ tôi đã kết nối phần cứng lên xe rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở phần mềm. Tiếp tục mở phần mềm thì chúng ta bật định vị, bật mạng, bật Bluetooth lên ha. Rồi, sau đó chúng ta chọn vào phần mềm. Và tất nhiên là lúc này thì cái sản phẩm phần cứng của chúng ta đang kết nối trên xe nhé. Thì đang mở chúng ta đang mở khóa rồi nhé. Ta chọn vào Smart API. Rồi lúc này chúng ta kết nối. Rồi, như cái phần động cơ thì Tiến cũng chia sẻ các anh rồi, cách đọc lỗi, cách xóa lỗi rồi đúng không ạ? Phần phanh Tiến cũng chia sẻ các anh rồi, đọc lỗi, xóa lỗi ở các video trước rồi. Hai phần này chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và hôm nay thì đến phần thứ ba, anh em sẽ kích vào đây. Chủ đề của chúng ta đó là nạp phần mềm cũng như là mở tua. Thì chiếc xe Tiến đang kết nối là Honda, chúng ta chọn vào Honda. Rồi và ở đây thì chúng ta sẽ có để ý một xíu là giữa eSIM ACG đề từ và eSIM CAN IN ha. Chúng ta sẽ để ý là hai đời. Thì chiếc xe của Tiến đang là dòng AB 2019 2020 nha, 2020 thì Tiến sẽ chọn vào ACG. Và lúc này thì cái tính năng ở trên chức năng Remap ở đây thì phiên bản này nó khác với Smart Tool 2. Ở cái chỗ là nó khác cái phần đó là nó có hai mục. Mục thứ nhất ấy, là chúng ta từ tùy chỉnh tự động. Mục thứ hai là chúng ta tự chỉnh file, chỉnh map được theo ý chúng ta ha. Rồi, bây giờ anh em sẽ chọn vào chức năng remap tự động, có nghĩa là chúng ta sẽ tự tự chúng ta nạp cái file mà nhà sản xuất mặc định sẵn. Lấy ví dụ tôi sẽ làm cho anh em xem. Rồi lúc này chúng ta thấy là con eSIM này của mình chiếc xe 2020 nhưng mà mình đã gắn con eSIM của Vario 20. Đấy, cho nên là nó đã xuất hiện luôn cho chúng ta là tên xe rồi. Rồi chúng ta sẽ chọn vào nạp. Rồi, thì ở đây là những cái file này là những cái file mà file làm sẵn nha anh em. Những cái file làm sẵn. Đó. File làm sẵn có nghĩa là cái file này của bên công ty thiết kế, họ thiết kế trực tiếp cho chúng ta cái map này. Hoặc là chúng ta có thể phục hồi map gốc, chúng ta chọn vào đây. Không? Rồi, còn đây chúng ta có thể xem được cái ý nghĩa của bản map này. Đó, ý nghĩa của bản map ha. Rồi, còn bây giờ Tiến lấy ví dụ Tiến muốn chọn vào cái map 3% thì mình kích vào đây. Thế lúc này máy nó sẽ yêu cầu chúng ta là có chắc chắn không? Thì nếu chúng ta chắc chắn thì chúng ta chỉ cần ok. Thế lúc này chúng ta vui lòng đợi cho nó download và nó tự động nó sẽ tải. Đó. Cho nên là anh em thấy là cái quá trình remap cực kỳ đơn giản đúng không anh em? Đó. Và chúng ta đợi cho nó đến khi nó chạy được hết nha, cho đến khi nó chạy hết là thành công ha. Rồi, tuy nhiên thì video này là mình review thôi, cho nên là mình muốn là mình sẽ ngắt kết nối ngay đoạn này, mình sẽ không nạp nữa ha. Thì con eSIM của chúng ta sẽ bị treo ở trạng thái là giống như cái hiện tượng mà các bạn thấy là bị chết eSIM á ha. Tuy nhiên thì chức năng này nó không chết hẳn mà nó chỉ chết ở trong trạng thái ngủ đông thôi. Có nghĩa là con eSIM này chúng ta vẫn cứu lại bằng cách nạp lại từ đầu là được ha. Rồi đến cái đoạn này thì tôi xin dừng video ha. Anh em thấy là nó không cho thoát đúng không? Không cho thoát ra. Rồi ok. Nếu mà không cho thoát thì chúng ta vui lòng đợi cho đến khi nó nạp xong ha. Rồi, và chúng ta sẽ nối tiếp cái phần Gmap đúng không ạ? Thì ở cái tính năng của sản phẩm này chúng ta thấy là chúng ta chọn Gmap. Anh em có thể tùy chỉnh được ha, tùy chỉnh Gmap. Thì ở đây chúng ta có hai cái phần, phần nâng cao và phần cơ bản ha. Phần nâng cao và phần cơ bản thì chúng ta có thể Gmap như chúng ta có thể hiểu như thế này. Chúng ta kích vào cái phần cơ bản này. Thì nó dành cho anh em có thể tự tự Gmap ha. Đây. Lấy ví dụ anh em chọn map này. Lúc này anh em có thể tự điều chỉnh được cái xăng ha. Đây. Thì đối với trong cái phần này thì mới đầu thì anh em sẽ thấy nó hơi khó một chút. Nhưng mà anh em lưu ý là chúng ta có thể điều chỉnh được theo bản map này. Ví dụ như ở cái dải này. Đúng không? Là xăng này.
thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Chúng ta có thể điều chỉnh được này, cộng bao nhiêu phần trăm xăng ở cái giải đó, rồi cộng bao nhiêu phần trăm lửa này, đó, chúng ta có thể tự điều chỉnh được. Tuy nhiên thì ở cái file này, thì ở cái phần mà điều chỉnh này thì anh em chỉ tham khảo cho vui thôi, còn cái này chúng ta phải có kiến thức nha thì chúng ta mới điều chỉnh được, chứ nếu không chúng ta điều chỉnh bậy bạ nó sẽ xe không chạy được đâu. Tuy nhiên thì không có ảnh hưởng gì đến ECM cả, nó không chết đâu, nhưng mà nó sẽ không không ngon ha, xe chạy sẽ không đạt đó. Và đây là những cái chức năng điều chỉnh mà theo mong theo chúng ta theo 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 ý của chúng ta. Và cái đặc trưng sản phẩm này nó có cái tính năng là ọp các cái mã lỗi mà trong trường hợp chúng ta muốn trải nghiệm, chúng ta muốn test lỗi như sau nhá. Tôi lấy ví dụ thế này, trên một chiếc xe này nó đang bị hỏng cái lỗi cảm biến VS đi, nhưng mà xe của chúng ta vẫn hoạt động bình thường, mà bây giờ nó chỉ báo lỗi VS thôi, có nghĩa là cái chức năng VS nó bị hỏng rồi, cảm biến tín hiệu VS nó gửi về ECM nó không làm việc thì nó sẽ báo lỗi. Thì chúng ta hiểu nôm na là cảm biến tốt, dây điện tốt, không hư ha, nhưng mà nó bị hư trong ECM. Tuy nhiên thì với cái lỗi VS này, xe nó vẫn nổ, vẫn đi được chẳng hạn, thì chúng ta có thể tắt được như này đó, chúng ta có thể tắt đi để cho nó khỏi báo lỗi, anh em hình dung không ạ? Đó, và đây là một số những cái tính năng đặc biệt ở trên máy Smart FE là như thế này đó. Chúng ta có thể tự điều chỉnh được cái lửa và xăng. Rồi sau đó chúng ta có 3 phần ở đây, phần mở file là file chúng ta đã làm rồi, chúng ta lưu lại đó. Còn cái file này là file bây giờ tính, ví dụ chúng ta chỉnh cái này xong rồi, bây giờ chúng ta muốn lưu lại file, chúng ta có thể lưu. Còn nếu chúng ta không lưu, không không chúng ta không lưu chúng ta muốn nạp trực tiếp thì chúng ta cũng có thể nạp trực tiếp đó, được chưa? Máy nó sẽ chạy, tự chạy. Thì cái tính năng này là một tính năng hay của Smart FE. Tuy nhiên thì Tiến muốn nói với anh em là cái chức năng này thì hiện tại giờ anh em tạm thời chưa chưa nên trải nghiệm ha. Tại vì do nó cũng chưa được ấy lắm, cái tính năng này nó cũng chưa được mượt mà lắm, và chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về cái tính năng map này. Nếu chúng ta mà cố tình điều chỉnh sai thì dẫn đến cái con ECM của chúng ta chạy nó không được ngon nha. Chạy nó sẽ không được 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 mượt mà, không được ngon đâu. Được chưa ạ? Và tương tự thôi, tính năng này giống giống như sau, là chúng ta chờ cho đến khi 100% là coi như nó map đủ ha. Rồi mình lại xin dừng video tại đây, tại vì mình đang review về phần gmap cho anh em ngắn gọn thôi ha. Và sau khi mà anh em gmap xong thì máy nó sẽ báo như thế này. Và khi máy nó báo như thế này thì chúng ta phải chọn chức năng reset ha. Reset có nghĩa chúng ta chọn động cơ này. Đó, chúng ta chọn reset. Như vậy là cái xe này của mình đã ọp được cái mã lỗi ấy rồi đấy. Mã lỗi 8 à mã lỗi 11 rồi. Tắt khóa đi bật lại. Rồi. Mình kết nối đi bật lại để reset ECM. Chức năng reset đây anh em ha. Ok. Đó, như vậy là chúng ta reset thành công ha. Rồi, và hy vọng là video này đến đây là anh em hiểu được ha. Anh em hiểu được rằng là Gmap là một cái chức năng rất là hay, có thể điều chỉnh được xăng, điều chỉnh được lửa, điều chỉnh được cái on off mã lỗi mà như chúng ta mong muốn ha. Đó, ví dụ này, chúng ta muốn off mắc key cũng được luôn ha. Chức năng off mắc key chúng ta hoàn toàn có thể tự động được hết. Đó. Đây. Đó, chúng ta có thể off mắc key được này ha. Kích vào đây, off mắc key là xe sẽ không khởi động được, xe sẽ không khởi động được trong trường hợp cái chức năng này, chức năng Smart Key chúng ta cần phải dùng là dùng vào khi trường hợp mà chúng ta bị mất mã ID gốc. Đấy, chúng ta cần off cái mã đi trong trường hợp mà muốn tiết kiệm cho khách hàng, hoặc là chúng ta muốn xuống khóa thường chẳng hạn. Đấy. Đấy, tự động sẽ chạy thôi. Thì cái tính năng này nó giống tính năng Gmap thôi, không có gì ghê gớm cả anh em ha.
Sau khi chúng ta nạp thành công thì máy cũng sẽ báo là đã tắt khóa mở lại ha. Và chúng ta tắt chìa khóa đi mở lại. Rồi, ok. Và tương tự sau khi mình nạp xong thì mình nhớ chọn reset SM ha. Rồi như vậy là chúng ta đã tìm hiểu các cái tính năng của Smart FI2. Đó là cái tính năng Gmap. Và tất nhiên chúng ta muốn kết nối để làm trên Yamaha thì chúng ta tương tự anh em ha. Cách làm tương tự như vậy. Tôi sẽ hướng dẫn anh em ở video sau đối với dòng Yamaha.